Ta đừng có kiêng khem bất kỳ một điều gì cả. Các bà thường nói rằng mày mới sinh xong, mày chỉ ăn thịt lạc kho với nghệ và ăn rau ngót thôi để cho nó an toàn, nó không bị dị ứng. Ăn rau ngót để cho nó co tử cung nhanh hơn, đúng không ạ? Để cho nó chóng lành hơn, đúng không ạ? Thực ra nếu mà ăn như vậy trong vòng ròng rã 2 đến 3 tháng thì đảm bảo các bạn ấy là sữa bạn không đủ dinh dưỡng đâu. Và đây là video mà hướng dẫn các bạn cách chăm sóc làm sao để cho trẻ khỏe mạnh hơn, để trẻ ít ốm hơn. Đối với trẻ sơ sinh, cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn vô cùng quan trọng. Nếu giai đoạn này các bạn chăm sóc đúng và sao ạ, trẻ rất dễ bị ốm và phải dùng kháng sinh, thậm chí phải đi viện phải tiêm truyền kháng sinh. Điều đó là không tốt đối với sức khỏe của trẻ. Và video này sẽ chỉ cho các bạn biết những cái điểm quan trọng khi chúng ta chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh khi mà thời tiết nó lạnh giá như thế này. Tức là bé ăn như thế nào? Bé cần phải ăn thì mới có năng lượng, đúng không ạ? Phải ăn thì mới có năng lượng, đúng chưa các bạn? Đấy. Thế thì chúng ta sẽ cho bé bú mẹ hoàn toàn nếu như các bạn có đủ điều kiện để nuôi con bằng sữa mẹ. Và trong trường hợp các bạn bị mất sữa hoặc ít sữa thì các bạn cũng có thể lựa chọn các cái sữa công thức phù hợp, đúng chưa, cho trẻ sơ sinh. Đấy. Thì cái việc mà cho bé ăn ấy ăn là gì ạ? Để bé phát triển, để bé tăng cân, để bé tăng chiều cao, để bé tăng cường sức đề kháng và để bé có năng lượng để cho cơ thể của bé nó ấm hơn. Các bạn biết rồi đấy, hôm nào mà trời rất lạnh thì chúng ta đói rất là nhanh, và khi chúng ta ăn một chút vào chúng ta cảm thấy cơ thể ấm ngay, tại vì cái năng lượng đó, cái thức ăn đó nó được chuyển hóa để tạo ra năng lượng để dưỡng cho cơ thể. Cho nên việc ăn là vô cùng quan trọng đối với trẻ. Thế thì việc ăn của trẻ ấy, thì sao ạ? Chúng ta hãy cho trẻ bú theo nhu cầu và cố gắng nuôi con bằng sữa mẹ nhé. Và nếu như mà trẻ bà mẹ không đủ sữa, chúng ta có thể lựa chọn sữa công thức, nhưng hãy cố gắng nuôi con bằng sữa mẹ càng lâu càng tốt, được chưa? Đấy. Và cái việc mà trẻ bú mẹ ấy, thì làm sao để trẻ bú được nhiều dinh dưỡng hơn? Các bạn nên nhớ rằng gì ạ? Chúng ta phải có cái gì thì chúng ta mới cho con mình cái đó, đúng không ạ? Thế sữa mẹ phải có cái gì thì con mới nhận được cái đó. Thì đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ấy thì bố mẹ hoàn toàn, tức là sữa mẹ hoặc là sữa công thức là cái nguồn dinh dưỡng chủ yếu. Chính vì vậy bà mẹ cần phải ăn đa dạng. Chúng ta đừng có kiêng khem bất kỳ một điều gì cả. Các bà thường nói rằng mày mới sinh xong, mày chỉ ăn thịt lạc kho với nghệ và ăn rau ngót thôi để cho nó an toàn, nó không bị dị ứng. Ăn rau ngót để cho nó co tử cung nhanh hơn, đúng không ạ? Để cho nó chóng lành hơn, đúng không ạ? Thực ra nếu mà ăn như vậy trong vòng ròng rã 2 đến 3 tháng thì đảm bảo các bạn ấy là sữa bạn không đủ dinh dưỡng đâu nhá. Và chúng ta sẽ ăn đa dạng các bạn nhé, không phải kiêng khem bất kỳ điều gì cả nhá. Ăn đa dạng thịt cá, thịt gà, thịt bò, thịt lợn, cá rồi thì hải sản, các bạn có thể ăn hoàn toàn bình thường. Tại vì các bạn không sợ dị ứng đâu, hoặc là không sợ vấn đề tiêu hóa của con đâu. Tại vì các bạn ăn vào hệ tiêu hóa của mình, tất cả các thứ đó đã được hệ tiêu hóa của bạn lọc và hấp thụ dinh dưỡng, và từ đó dinh dưỡng nó chuyển vào máu, và từ máu nó sẽ tạo ra sữa ở cái bầu sữa của bạn, đúng không ạ? Cho nên các bạn ăn uống phải đầy đủ nhá, ăn uống phải đầy đủ. Và trong giai đoạn này ấy, thì các bạn cũng phải lưu ý này, bà mẹ phải không kiêng khem này, đúng không ạ? Đấy là đầu tiên, ăn đa dạng này, đúng không ạ? Và cái thứ hai nó vô cùng quan trọng các bạn ạ. Muốn đa dạng, muốn sữa tốt ấy thì các bạn phải luôn luôn ở trong trạng thái hạnh phúc, không stress, không lo lắng, có đúng không các bạn? Các bạn phải không lo lắng, không stress thì cái sữa các bạn mới tốt được. Nếu như các bạn lo lắng stress ấy, thì cái quá trình mà cơ thể nó tạo ra, nó tiết ra nhiều cái adrenaline hay là cái cortisol, đó là cái hormone gây căng thẳng. Thế khi hormone gây căng thẳng nó tạo ra ấy, thì sao ạ? Nó làm tăng đường huyết, đúng không? Nó tăng chuyển hóa, rồi thì tăng đường trong máu, rồi tăng axit béo trong máu, rồi tất cả những thứ đó ấy, nó sẽ làm gì ạ? Tăng chuyển hóa và tăng các cái chất độc tính trong cơ thể của bà mẹ. Và đương nhiên rồi, sữa được tạo ra từ 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 máu của mẹ. Chính vì vậy, khi trong máu của bà mẹ có rất nhiều các cái chất độc, đúng không? Không tốt đối với sức khỏe của trẻ. Thì sao ạ? Trong sữa nó cũng có rất nhiều các cái chất đấy. Và trong chất đó thì con mà bú phải cái sữa của bà mẹ mà stress lo lắng ấy, thì rõ ràng gì ạ? Đứa trẻ đó cũng sẽ không tốt, đúng không ạ? Khi bà mẹ nóng giận, khi bà mẹ nổi cáu, khi bà mẹ stress thì sức đề kháng của bà mẹ nó giảm, các cái bạch cầu nó giảm, các cái tế bào bạch đại tế bào nó giảm, tức là miễn dịch của bà mẹ giảm. Miễn dịch bà mẹ giảm ấy thì cái miễn dịch nó qua sữa mẹ nó cũng không nhiều đâu ạ. Và con các bạn sẽ không nhận được kháng thể và yếu tố miễn dịch khác từ bà mẹ, và con bạn sẽ dễ dàng bị ốm, bị viêm họng hơn. Đấy, đó là cái cách mà chúng ta phải chuẩn bị về mặt dinh dưỡng là như vậy, được chưa? Thế cho nên là có hai vấn đề mà bạn phải lưu tâm trong vấn đề dinh dưỡng. Đó là thứ nhất là gì ạ? Bà mẹ phải luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, đúng không ạ? Để sữa nó tốt hơn, để trong sữa nó có nhiều kháng thể và yếu tố miễn dịch hơn, bà mẹ phải uống canxi, bà mẹ phải uống kẽm, uống vitamin, uống sắt, phải không ạ? Để cho cái lượng chất dinh dưỡng đó trong sữa mẹ có nhiều hơn, đúng không ạ? Tại vì mẹ con nhận hoàn toàn từ mẹ mà, thì mẹ phải có cái gì thì mới truyền cho con cái đó, có đúng không các bạn? Đấy, cho nên cái dinh dưỡng của bạn phải vô cùng nhá, tuyệt đối là gì ạ? Phải cân bằng. Đấy. Thường thường chúng ta thường quên ấy,
Nhưng trong quá trình mà chúng ta mang thai ấy, thì chúng ta ăn uống rất là đầy đủ và đa dạng, và các bạn rất là quan tâm đến dinh dưỡng. Đấy, bổ sung vi chất rất là đầy đủ. Nhưng mà đến khi các bạn sinh con ra ấy, thứ nhất là gì ạ? Cái cảm giác hạnh phúc, cái cảm giác yêu thương, cái cảm giác là gì ạ? Lo lắng cho con nhiều hơn. Đấy, chính vì cái điều đó bạn quên mất rằng bạn phải ăn uống và chăm sóc bản thân như lúc bạn mang thai. Lúc bạn mang thai ăn uống và chăm sóc bản thân như nào thì khi mà cho bú thì cũng phải chăm sóc bản thân và ăn uống như vậy. Có như vậy thì sữa mẹ mới tốt và con mới nhận được nhiều giá trị từ mẹ về mặt dinh dưỡng như vậy. Đấy, các bạn hết sức lưu ý nhá. Đấy là về mặt dinh dưỡng. Trong cái giai đoạn như này thì chúng ta có nên lạm dụng nhỏ nước muối sinh lý vào mắt và mũi của trẻ hay không? Thưa các bạn, cái việc đó chúng ta không được lạm dụng các bạn nhé. Nước mắt của trẻ nó có rất nhiều các cái chất dịch, đúng không? Có rất nhiều các kháng thể, có rất nhiều các cái yếu tố miễn dịch khác để nó ngăn các cái virus, vi khuẩn và bụi đã bám vào niêm mạc mắt. Cái niêm mạc mũi họng của trẻ cũng vậy, nó có rất nhiều các cái dịch tự nhiên như vậy do cái tế bào niêm mạc mũi họng tiết ra, và chúng ta mà cứ nhỏ nhỏ và rửa như vậy thì nó sẽ làm trôi đi cái lớp niêm dịch tự nhiên đó. Mà cái lớp niêm dịch tự nhiên đó nó có các cái yếu tố miễn dịch và kháng thể để chống lại virus vi khuẩn nó bám vào, bụi nó bám vào, và chúng ta lạm dụng quá việc đấy thì làm cho mũi họng của bé nó khô, và nó khô thì bé dễ viêm mũi họng, dễ viêm nhiễm hơn, và điều đó là không tốt chút nào. Và chúng ta chỉ nhỏ mũi họng cho bé khi nào? Khi mà chúng ta không khí bên ngoài nó quá khô thì một ngày chúng ta chỉ nhỏ 1 đến 2 giọt vào mũi của trẻ mà thôi, hoặc là vào mắt của trẻ mà thôi, đừng có làm dụng gì đó nhé. Và chúng ta chỉ nhỏ khi nào nữa? Khi chúng ta vừa tắm cho trẻ xong. Thì vừa tắm cho trẻ xong ấy thì mũi họng của trẻ, mắt của trẻ nó sẽ có cái nước của ta, cái nước tắm ấy. Thì cái nước tắm đó có thể nó không đảm bảo vệ sinh, và chúng ta rửa bằng nước muối sinh lý để cho mắt nó sạch, cho mũi nó sạch, thì điều đó là hết sức quan trọng và cần thiết, được chưa ạ? Đó là cái vấn đề vệ sinh cho trẻ. Sau khi tắm rồi khi vệ sinh mắt của trẻ bằng cái nước muối sinh lý như nào thì hiệu quả. Thì đó là cách chăm sóc trẻ sơ sinh ở trong cái mùa đông này. Và tôi hy vọng rằng những bạn mà đang xem cái video này, các bạn lần đầu làm mẹ đúng không? Những bạn mà đang có ông bà ngoại chăm con hộ thì các ông bà toàn chăm theo kinh nghiệm thôi. Đương nhiên kinh nghiệm đó là rất quý giá, phải không ạ? Vì ông bà đã chăm chúng ta lớn như này rồi, khỏe mạnh như này rồi. Nhưng thực ra ông bà không biết rằng trong chúng ta có rất nhiều các vấn đề đúng không? Tại sao chúng ta dễ ốm hơn, tại sao chúng ta dễ stress hơn, tại sao chúng ta hay mệt mỏi và suy dưỡng hơn, đúng chưa? Chúng ta phải xem cái video này thật kỹ. Và một vấn đề thứ tư nữa mà tôi xin chia sẻ với các bạn, đó là trẻ em trong giai đoạn sơ sinh ấy, cho dù là bố mẹ hay là bú sữa công thức, có hai cái vi chất mà các bạn tuyệt đối không bao giờ được quên. Vì hai cái vi chất này nó liên quan đến cái việc phát triển trí não của trẻ, nó liên quan đến cái việc trẻ biếng ăn, liên quan đến cái hệ miễn dịch của trẻ, đúng không? Trẻ quấy khóc chậm biết đi, rồi thì suy dinh dưỡng, rồi biếng ăn, rồi tóc nó hay gãy, rồi móng nó dẹp nó hay rụng, thì liên quan đến hai chất này. Chất đầu tiên đó là vitamin D3 và K2. Các bạn lưu ý nhé, trong sữa mẹ có rất ít, có khoảng từ 12 cho đến 60 đơn vị trên 1 lít sữa thôi. Và trẻ sơ sinh mà bú 1 lít sữa mẹ đó là điều rất là khó khăn, đúng không ạ? Và trẻ cần bổ sung từ 400 đơn vị vitamin D3 trên một ngày các bạn nhé. Đấy, được chưa? Đấy vì chất đầu tiên mà các bạn phải lưu ý. Đấy. Và chất thứ hai là chất sắt. Nếu như bạn mà sinh non, tức là con bạn sinh dưới 37 tuần thì cái chất sắt phải bổ sung ngay từ khi con bạn được 2 tuổi tuổi, với liều là 2mg sắt nguyên tố trên 1 cân nặng trên 1 ngày đến khi các bạn được 1 tuổi. Còn nếu như các bạn sinh ra đủ tháng, đủ ngày, đủ cân nặng thì đến tháng thứ 4 nhé, nhớ là đến tháng thứ 4 bạn cần phải bổ sung là 1mg sắt nguyên tố trên 1 cân nặng trên 1 ngày và bổ sung đến 1 tuổi, được chưa? Đó là hai vị trí quan trọng. Tại sao phải bổ sung từ tháng thứ 4? Tại vì con bạn sinh đủ tháng, đủ ngày thì cái lượng sắt dự trữ trong gan của trẻ được lấy từ mẹ trong 3 tháng cuối thai kỳ nó đủ dùng trong 3 tháng đầu tiên, và đến tháng thứ 4 thì nó đã hết rồi, nó hết hoặc là nó bị thiếu do cái nhu cầu phát triển của trẻ nó rất là mạnh trong giai đoạn này. Đó thì đó là những cái điều lưu bạn cần lưu tâm khi mà chăm sóc trẻ sơ sinh. Đấy. Và đây là một cái video vô cùng quan trọng để giúp những bạn mà lần đầu chăm con, hoặc những bạn có thể chăm con lần thứ 2, lần thứ 3 rồi mà các bạn vẫn chưa biết điều này, và có thể là chúng ta vẫn chăm sai. Và vì chăm đúng như vậy thì giúp con khỏe hơn, mẹ khỏe hơn, hạnh phúc hơn và đỡ stress hơn, đúng không? Và các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa Sanity để theo dõi nhiều các cái video tiếp theo nữa về nuôi con làm sao cho khỏe mạnh, mẹ nhàn hơn và tiết kiệm về chi phí. Rồi, chào các bạn.